Cái này có đâu Thành ơi. 14.000 bia nha anh em nha. Bạn đi thế nào? 2, 1. Điểm 9, 7. Điểm 9, 8. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lại bóng. Rồi. Rồi ra bóng điểm. Hai đều. Độ hay. Điểm 3-2. Rồi ra bóng điểm 2-4. Đưa hết sang trái cho này. Đi qua đây này ạ. Đúng rồi. Rồi. 2-5. Đây này. 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 Đây điểm 6-3. Từng quả không? Điểm 3-7. Điểm 3-8. Không phải là tìm hướng nữa chứ. À thế à? Rồi. Điểm 9-3. Điểm 9-4. Chúng ta điểm, chúng ta điểm. Điểm 5-9. Cứ sao nặng xuống mà giật. Điểm 6-9. Bóng ra ngoài. Điểm 9-7. Lại bóng. Điểm 10-7. Quyết tâm lên. Luôn đấy luôn. Mười. Tiến bạn lên đường đấy. Tiến em bóng. Điểm 8-10. Bốn tổ tốt thì sao bốn tổ không đi đánh giả đấy? Vâng, làm chém luôn. Không, bốn tổ không đi nữa mà. Xong. Xếp thứ hai. Hôm nay chỉ số 1 đều như xưa cả cho cả hai bên. Điểm 1-0. Thi đấu vẫn phải quyết tâm lên nhá. Mới điểm 1 đều. Điểm 1-2. Chắc từ quả mà đã. Đúng rồi đấy, chuẩn đấy. Lại bóng. Ăn quả này là xong rồi. Không vào, bạn đoán đi. Rồi, rồi. Rồi, lưu điểm 3-1. Vâng, nhận thôi nhé. Vâng, ok, tôi đi tối em qua đây. Cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng, vâng. Ba một.
điểm 4-1. Bốn bàn. Điểm 2-4. Điểm 5-3. Điểm 6-3. Rồi nó đi đánh 3-7. Văn đoán nào dài gần luôn. Điểm 3-8. Điểm 4-8-4. Chưa gì đâu, cứ tập lên. Đúng kiếm. Đón thì đón, còn bảo lý quanh bắt đầu góc góc. Điểm 8-5. Nào, không cười đâu, chung vào, dâng lên. Ra quả nào, ra quả nào, đấy quả nào nào. Chuẩn xác vào. Bảo lịch đi hết tóc vào đi. Hay lắm. Tốt quá. Điểm 5-9. Nào, chung vào, không cần cười quả nào, nào, chung vào, trận đấu. Anh Quyết xuống xem, Quyết ơi. Vâng, đấy là lượt về, anh Quyết. Lượt về đánh bước thế. Điểm 6-9. Dũng ơi, em đang bất chuyển định thế, em đánh chuẩn nhanh lên anh em ạ. Chuẩn bị cho anh. Tập trung vào tí nữa. Hiền ơi. Đúng rồi. Điểm 16. Dũng đang dẫn đúng không? Điểm 1-1. Chân rõ ràng lên. Nhặt ra bóng. Điểm 1-2. Đi chơi tăng xoáy lên.
Rồi. Đó là bài. Điểm 57. Cân bằng tỷ số không? 57. Điểm 67. Điểm 70. Điểm 87. Điểm 79. Hay quá, rất quá hay. Điểm 70. Không lì nữa rồi. Quá xuất sắc. Hay quá. Như vậy là trận đấu